XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các bạn khán giả của Hỏi Đáp Đồng Hồ. Chúng tôi sẽ vào ngay một câu hỏi mà tôi nghĩ câu này rất phù hợp để mở đầu vì nó có khá là nhiều dư địa để chúng ta bàn luận đây. Bạn Huy Đinh có hỏi rằng các bác làm về đồng hồ của võ sĩ Mayweather đi ạ. Này, bạn ấy viết hơi sai tên một chút. Rồi, Mayweather thì tôi ấn tượng nhất cái anh này khi mà có một cái trận đấu thế kỷ với Manny Pacquiao, đúng không? Đúng rồi, một trận đấu mà chúng ta chờ đợi xem, nhưng cuối cùng thì cứ tưởng cái tên này sẽ bị lật đổ một lần, nhưng cuối cùng thì vẫn không thành công. Mayweather được mệnh danh là độc cô cầu bại, nghĩa là anh ta chưa bao giờ thua ở trên cái đấu trường quyền anh chuyên nghiệp. Trong sự nghiệp thi đấu của anh ta thì tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu trận nhỉ? Nó rơi vào khoảng hơn 50 trận đấu. 50 trận đấu chưa bao giờ thua. Đúng rồi, bất bại. Kể cả một nhân vật rất là nổi tiếng đến từ Philippines, đó là Pacquiao, cũng chưa thể thắng được võ sĩ Mayweather này. Thế thì tôi nghĩ rằng cái anh chàng này sẽ là một cái nhân vật quá là phù hợp để cho các hãng đồng hồ nhảy vào và ký được cái hợp đồng tài trợ. Đúng rồi, và hãng đồng hồ đó chính là Hublot. Chắc là các bạn cũng nghe đã thấy rất là hợp lý, đúng không? Đúng rồi, Hublot thì nó quá là thể thao, nó quá rất là thể thao, mạnh, rất là hầm hố, rất mạnh mẽ, rất phù hợp với cả một tay đấm boxing. Vâng, và khi mà cái anh Mayweather này sau mỗi trận đấu mà anh ta chiến thắng ấy, các bạn nhìn vào cái đai của anh nhé, là có cái dòng chữ Hublot rất là lớn. Đấy, các bạn có thể đọc là Hublot, cũng có thể đọc là Hublot, cũng có thể đọc là theo cái tiếng phiên âm tiếng Việt như nào cũng được. Nó có một cái dòng chữ Hublot rất là lớn ở đây. Tiếp theo nữa là anh chàng này là đang sở hữu một chiếc đồng hồ Hublot trị giá là 2 triệu đô. Đó là cái này là được hãng tặng hay là anh ta phải mua? Tôi nghĩ là được hãng tặng hoặc là anh ta mua cũng được, bởi vì là sau mỗi cái trận đấu quyền anh ấy, chắc anh Danh Hùng cũng nghe tới là trận đấu quyền anh tỷ đô cơ mà. Đấy, lợi nhuận từ đó rất nhiều, tiền bản quyền, tiền thương hiệu, rất nhiều thứ có thể về với Mayweather. Vậy 2 triệu đô là một số tiền anh ta hoàn toàn có thể bỏ ra để mua được. Tôi thực ra bây giờ anh nói như vậy tôi đang rất thắc mắc. Một trận đấu mà anh ta thắng, anh ta sẽ được đeo cái đai và anh ta dương oai như này, đúng không? Thì đúng, cái dòng Hublot nó hiện đến đúng, bao nhiêu người xem. Chính xác. Nếu anh ta thua thì sao? Anh ta thua đương nhiên anh ta sẽ không làm hành động đấy được. Vậy thì cái giá trị giữa việc thắng và thua của Hublot phải chi trả là bao nhiêu đây, đúng không? Đấy, đúng cũng rồi. Là một chủ đề mà tôi bản thân tôi tự nhiên bây giờ đặt ra câu hỏi rất thắc mắc, đúng không? Đúng rồi. Như vậy là một trận thắng và một trận thua thì nó không biết là bao nhiêu tiền này. Không biết là giá trị bao nhiêu tiền, cũng là một cái chủ đề mà có thể trong tương lai bọn tôi sẽ tìm hiểu và làm lên thành một video rất hay. Một câu hỏi của bạn Huy Đinh rất hay liên quan đến lĩnh vực đồng hồ và thể thao mà anh em chúng ta rất quan tâm, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo bạn Thành Lộc Nguyễn có hỏi rằng hai anh cho em hỏi mặt kính trước của Seiko 5 quân đội là kính Hatlex hay chỉ là kính khoáng thôi, vì em thấy bảo kính của đồng hồ Seiko luôn là kính Hatlex độc quyền. Chắc chắn rồi. Vâng, quảng cáo như thế nào, truyền thông như nào thì đúng sự thật là như vậy. Vâng, Seiko 5 quân đội thì là mặt kính của nó là Hatlex độc quyền. Và tôi sẽ cung cấp thêm một chút những thông tin cho bạn Thành Lộc Nguyễn. Bản chất của kính Hatlex nó là kính khoáng. Đấy, tuy nhiên ý, là chúng ta sẽ có một số những phân biệt như sau. Kính khoáng ý, thì cái thang độ cứng của nó trên thang điểm 10 là 6/10. Còn kính sapphire nó sẽ là 9/10. Kính Hatlex thì cái độ cứng của nó là 7.5/10. Đối với cả kính khoáng thì nó có thể chịu lực rất là tốt. Và thường là các bạn tư vấn viên, các bạn hay nói gọi là cái kính cường lực ý. Đó, nó có thể chịu lực tốt. Tuy nhiên là chịu xước thì lại không tốt một chút nào. Đối với cả kính sapphire thì lại chịu xước rất tốt. Tuy nhiên lại mặc dù có độ cứng cao, đúng, nhưng mà nó lại giòn, đúng, nó dễ bị vỡ. Đấy, vậy là cái kính Hatlex là cái kính mà nó trung hòa giữa cả hai yếu tố, nó vừa cường lực tốt và ở mức 7,5 điểm là mức độ chống xước, ở mức độ chấp nhận được và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lâu. Nếu mà với những môi trường bình thường, ví dụ như tôi chẳng hạn, môi trường công sở như này, thì đồng hồ Seiko 5 của tôi chưa xước một tí nào cả. Rồi, cảm ơn câu hỏi bạn Thành Lộc Nguyễn. Như vậy là chúng tôi đã có cơ hội cung cấp nhiều hơn về cái dòng kính độc quyền của Seiko. Bạn Golden Nguyễn hỏi hai anh có thể so sánh với độ nổi tiếng, chất lượng cũng như là giá cả của đồng hồ hai hãng Wanker và Patek Philippe được không ạ? Số trước đây thì có một bạn hỏi về Wanker, thì đây tôi cũng đang đeo Wanker đây, là một thương hiệu đồng hồ tốt. Thế nhưng tốt ở đây là tốt đối với dòng bình dân mà thôi. Đúng rồi. Đúng không ạ? Chứ còn không thể ai mang đi so sánh với Patek Philippe được, nghe nó rất là khập khiễng. Nghe đúng rất rồi. Là buồn cười. Nó quá khập khiễng và câu hỏi này rất là đơn giản để trả lời thôi. Về chất lượng này, Patek Philippe tốt hơn. Nhưng Wenger sẽ tốt hơn Patek Philippe ở một điểm duy nhất, đó là giá tốt hơn. Giá. Thực ra là một cái câu đùa vui của chúng tôi thôi. Chứ còn đối thực với ra, Patek Philippe, tôi nghĩ là giá rẻ hơn thì đúng hơn. Giá rẻ hơn chứ không phải là tốt hơn đấy. Chứ còn Patek Philippe các bạn biết đấy, kể cả giá có đắt này hay là có tiền chưa chắc đã mua được. Đấy, vậy và là về mức độ đẳng cấp, về mức độ thương hiệu, về bề dày lịch sử, Patek Philippe hơn tất. Đó. Còn
của Wenger thì có thể nói là tốt trong tầm giá. Thế thì bây giờ mình so sánh, không so sánh Patek nữa mà so sánh với cả Tissot đi. Đều là dòng tầm trung của Thụy Sĩ mà anh đang đeo Tissot, tôi đang đeo Wenger. Mà lại cùng có cả thương hiệu, cùng có quốc kỳ đúng rồi. Trên logo đúng không? Hai hãng có cái điểm tương đồng rất thú vị. Như vậy thì vâng, nếu mà so sánh như này thì sao? Tissot vẫn tốt hơn là Wenger các bạn ạ. Tôi cũng đồng ý như vậy, Tissot vẫn là một thương hiệu tốt hơn. Thế nhưng mà Wenger thì tôi đã thấy nó ăn điểm ở chỗ là nó lạ. Nó lạ. Tissot thì nhiều người đeo rồi, có khi bị phổ biến. Wenger thì là lạ mà lại vẫn có cái chất riêng của nó. Có chất riêng mà cái dòng này như chúng tôi chia sẻ là một cái thương hiệu làm đồng hồ, bên cạnh đó còn làm cả dao và nhiều thiết bị khác cho quân đội. Nên là nó cái tính chất của nó và tính cách của nó của thương hiệu này cũng khá là mạnh mẽ và nam tính, cũng là một thương hiệu chúng ta cân nhắc. Câu hỏi tiếp theo của bạn là Phan Văn Thuận, bạn hỏi rằng hai bác cho mình hỏi đồng hồ OP cơ thì nó xuất xứ Nhật Bản, còn đồng hồ OP pin thì lại nói là xuất xứ Thụy Sĩ, sao lại như vậy? Câu này rất là hay đây. Đầu tiên là về đồng hồ OP nói chung thì là xuất xứ của nó là từ Thụy Sĩ, các bạn có thể search ở trên mạng là thấy là OP bắt nguồn từ Thụy Sĩ, đẻ ra đấy, nó là con đẻ của đồng hồ Thụy Sĩ. Đúng rồi, và cái hai ý các bạn tách biệt ra hoàn toàn như này thì bạn nói cũng có ý đúng của nó, nghĩa là đồng hồ OP cơ thì gọi là Olympianus và nó sử dụng máy cơ của Nhật đó, và nói chính xác hơn thì gọi là sử dụng máy Nhật chứ gọi là xuất xứ từ Nhật Bản là hoàn toàn sai đó. Còn đồng hồ OP pin nó là Olympia Star, tức là người ta có thuật ngữ là Japan Movement đấy. Đúng rồi, tức là chỉ là sử dụng máy Nhật thôi chứ không thể nói là xuất xứ từ Nhật được. Chính xác là như vậy đấy, là có thể là cái bạn tư vấn đồng hồ bạn nói như vậy là sai đó. Còn đồng hồ OP pin Olympia Star sử dụng máy Ronda của Thụy Sĩ thì nói là xuất xứ Thụy Sĩ là đúng rồi đó, và ý thứ hai chắc chắn là đúng, ý đầu tiên thì chưa đúng, bởi vì chúng ta phải phân biệt giữa việc là lắp máy của nước Nhật thì không có nghĩa là đồng hồ xuất xứ từ Nhật, đúng đồng nghĩa với nhau đấy, và xuất xứ của nó thì phải tính là xuất xứ về mặt lịch sử ra đời, lịch sử ra đời về mặt rồi, chứng nhận giấy tờ. Đúng rồi, chứ chúng ta không thể nói là lắp cái máy của Nhật thì là đồng hồ Nhật được. Đúng rồi, thì ví dụ bây giờ tôi sinh ra ở Hà Nam đi, thì bây giờ tôi lên Hà Nội sinh sống, tôi không thể nói là tôi là xuất xứ từ Hà Nội được, rồi, chắc chắn là không thể nói như thế được. Đấy, cái này nó về mặt ngôn ngữ thì chúng ta phân biệt ra để hiểu, và tôi biết là cũng nhiều người thắc mắc cái câu chuyện này, bởi vì nó có cái sự chuyển giao, bởi vì bây giờ là thế giới phẳng, anh biết rồi đúng không? Kinh doanh thì các bên nó sẽ hợp tác với nhau, bên nào rẻ có lợi thì họ hợp tác, như vậy là họ có những cái chiến lược kinh doanh, và mình phải tìm hiểu từ cái ngọn nguồn cơ, chứ còn đúng cái rồi, phần bây giờ nó thay đổi sau thời gian, họ sẽ hợp tác với nhau, nó thay đổi nhiều, rất nhiều hãng sát nhập với nhau, và nếu mà chúng ta tìm hiểu như vậy là chưa kỹ đúng không ạ? Đúng rồi. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bạn Sĩ Nhân Trần có hỏi hai anh cho em hỏi tầm tiền dưới 10 triệu, theo quan điểm của hai anh thì nên chọn Ozivan máy pin hay là Orion máy cơ? Chúc hai anh làm việc vui vẻ. Câu này cũng khá là hấp dẫn đây. Đối với tôi trong tầm giá 10 triệu, thực ra ngay ở trong suy nghĩ đầu tiên của tôi là tôi đã nghiêng về chiếc đồng hồ Orion Sun and Moon rồi. Đấy là hot trend ở trong tầm giá và cũng được rất là nhiều bạn quan tâm. Đây là đồng hồ cơ và đã nghĩ ngay đến nó rồi, chứ còn chưa nghĩ đến bất kỳ một cái đồng hồ nào khác, huống chi là Ozivan máy pin. Tuy nhiên ý, là nếu mà bạn lựa chọn Ozivan ý, thì các bạn sẽ lựa chọn được cái tính gọi là cái gì nó hơi màu mè một chút. Ozivan này có thể là mặt số của nó trang trí rất là đẹp này, cầu kỳ đó, rồi là cái chất liệu làm nên những chiếc đồng hồ Ozivan máy quát nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như là Orient Sun and Moon chẳng hạn thì nó chỉ là cái kính sapphire trắng thôi. Còn đồng hồ Ozivan máy pin đó bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được sapphire nguyên khối cơ mà. Đấy, đấy là cái sự khác biệt đó, gọi là về chất liệu chúng ta phải đánh đổi giữa bộ máy hay là chất liệu vỏ. Đấy, chưa kể là cái Ozivan máy pin thì bao giờ nó cũng sẽ là dòng thiết kế mỏng. Đúng rồi, nó mỏng hơn, nó thanh lịch, thời trang. Còn máy cơ của Orient thì dày, to bản rồi. Đúng như rồi. Vậy là tùy vào cả tính cách con người của bạn, nếu bạn muốn hướng đến cái dòng sản phẩm như thế nào thì tôi nghĩ cũng là một cách để bạn có thể lựa chọn được. Và đặc biệt là Orient Sun and Moon thì lại rất là dày nữa. Chính xác. Bạn là Phúc Nguyễn Minh có hỏi rằng mình thấy có rất ít người sử dụng thương hiệu Movado. Các anh có thể đánh giá gì về thương hiệu này không? Tại sao Quest không phân phối thương hiệu này? Đầu tiên là ít người sử dụng thì tôi nghĩ cũng khó mà đánh giá đúng không? Có thể là những người bạn quen biết thì họ không dùng thôi. Còn Movado thì vốn cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng và có độ phủ lớn của Thụy Sĩ. Đánh giá với thương hiệu này thì đây là một thương hiệu mà ra đời vào năm 1967. Nó có một cái dòng thiết kế rất lạ và tôi cũng không biết là cái điều này thì sẽ có lợi cho hãng hay bất lợi cho hãng, bởi vì gần như tất cả các sản phẩm của nó đều có chung một cái kiểu thiết kế là kiểu hai kim ở vị trí 12 giờ, có một cái phần tròn nhỏ, chấm tròn như kiểu mặt trăng ấy, cảm đúng rồi, sao lại có cả hình trăng khuyết nữa. Và cái đồng hồ Movado không hề có kim, không hề có cọc số. Đúng rồi, không hề có cọc số. Đấy. Cái đồng thêm một số những thông tin về cho đồng hồ Movado này nữa. Anh Danh Hùng có nói là đồng hồ Movado ra đời vào năm 1967, nghĩa là với năm 2017 chúng ta đã trải qua được
50 năm rồi. Tròn nửa thế kỷ của đồng hồ Movado rồi. Và đồng hồ Movado cũng là đồng hồ mà Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã mua về để sử dụng và tặng cho người vợ của mình cái chiếc đồng hồ Movado đó. Đấy, bạn bảo là ít người sử dụng đúng không? Thế nhưng mà anh Dương có thể kể ngay ra một nhân vật mà rất sừng sỏ nổi tiếng mà đeo. Đấy, thế thì đấy là những cái chia sẻ của chúng tôi về thương hiệu này. Và Movado thì cũng là một thương hiệu tầm trung, nó có thể xếp ngang với Tissot. Đúng rồi, Movado xếp ngang với Tissot. Tại sao X-Watch chưa phân khối thì đơn giản chỉ là chúng tôi chưa có cơ hội được hợp tác thôi. Đúng rồi. Trong tương lai thì chắc chắn nếu mà các bạn mà yêu thích và có thể để lại những comment thể hiện là cái sự quan tâm của mình đến thương hiệu này thì chắc chắn X-Watch sẽ là một cái cầu nối giúp các bạn đến được với cái sản phẩm này một cách dễ dàng hơn. Và đây cũng là câu hỏi khép lại số hỏi đáp đồng hồ ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.